Giá lợn hơi trong nước hôm nay nhìn chung không có biến động lớn, tăng giảm nhẹ ở một số các địa phương theo hướng về mặt bằng giá chung của khu vực. Đồng Nai, thủ phủ chăn nuôi cả nước và cũng là tỉnh có sản lượng lớn nhất ở phía Nam, tiếp tục bán chậm và sức mua giảm. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 41-45.000 đồng một kg. Hưng Yên là địa phương duy nhất tăng 2.000 đồng một kg, lên mức 43.000 đồng một kg cùng với Nam Định. Mức giá cao nhất khu vực hiện nay là 45.000 đồng một kg, ghi nhận tại Thái Bình, Hà Nam và Ninh Bình. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 44-46.000 đồng một kg. Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk và Bình Định tăng nhẹ một vài nơi, lên quanh mức 45.000 đồng một kg. Quảng Trị đang giao dịch với giá 46.000 đồng một kg, cao nhất khu vực. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng 43-46.000 đồng một kg. Hai tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu cùng giảm 1.000 đồng một kg, xuống mức 44-45.000 đồng một kg.